Hoa xin chào toàn thể anh chị ạ. Và chào mừng anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Tử Ngũ Trung Kiên. Chúc anh chị có một buổi chiều may mắn, vui vẻ cũng như là bình an. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến chị một bình hoa mai phú quý được chế tác trên chất liệu là gỗ lưu hương. Và như anh chị đã biết rồi, dòng gỗ lưu hương hiện tại trên thị trường đang có giá thành và giá trị rất là cao anh chị nhá. Để có thể là chế tác ra một siêu phẩm, một kiệt tác nghệ thuật đẹp như thế này thì bên em cũng phải tuyển chọn những cái phôi gỗ già nhất, đắt nhất cũng như là đanh nhất, đi đôi với tay nghề của người nghệ nhân phải cao nhất anh chị nhá. Và trước khi vào tác phẩm thì em cũng xin giới thiệu qua về cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm trên quốc lộ 38, là nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai đầu số quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Và anh chị ưng ý mặt hàng nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này để có thể là sở hữu tác phẩm anh chị nhá. Em xin thông báo thông số kỹ thuật của tác phẩm này để anh chị có thể là cân đối không gian và tài chính bên mình đúng không ạ. Cao cho em gái là 1m45, ngang là 73 và sâu cho em gái là 70, đường kính bình lên đến 52 anh chị nhá. Giao đi với chị là 88 triệu đồng ạ. Vâng, 88 triệu đồng em gái đã bao gồm phí vận chuyển rồi anh chị ơi. Và để anh chị không phải chờ đợi đâu thì em sẽ đưa sát camera vào gần để chị có thể thưởng lãm đường vân chất gỗ trên một khuôn gỗ lưu hương rất là già luôn cho em gái đúng không ạ. Và tác phẩm này thì em nghĩ là rất là phù hợp với những dịp Tết đến, gần Tết đến xuân về chị nhá. Và tác phẩm này thì em cũng nghĩ là nó rất là quen thuộc với người dân Việt Nam đúng không ạ. Mỗi cái dịp Tết đến xuân về thì em nghĩ là nhà nhà người người ai cũng phải sở hữu cho em gái một bình hoa mai để mang lại tài lộc, mang lại phú quý cũng như là tô điểm trong không gian phòng khách của đại gia đình mình đúng không ạ. Và trước hết thì em xin mời chị ngắm bình phú quý anh chị nhá. Bình phú quý được chế tác trên chất liệu là gỗ lưu hương cho em gái này. Và điểm trên đấy là những cái đường lưu, đường hoa lưu rất là dày luôn anh chị nhá. Kín bưng phủ toàn tác phẩm cho em gái đúng không ạ? Rất là giá trị luôn, từ những cái đường lưu chân hồng anh chị có thể là ngắm cho em gái này. Vâng, hoa lưu thì rất là dày. Và điểm trên đấy anh chị nhá là những cái chú bướm này. Anh chị ơi, những cái chú bướm mà nhà em đục kênh đục lỗi uốn rất là cong luôn để tạo nên một tác phẩm hòa quyện với thiên nhiên anh chị nhá. Vâng, vậy anh chị ơi, cân đối cho em gái trên một phôi gỗ dày đặc đẹp thì vậy bao nhiêu năm mới có thể là hình thành nên và có thể là kiếm ra để có thể là chế tác đến gửi đến không gian nhà anh chị ạ. Và anh chị phải cân đối cho em gái anh chị nhá. Và bên trên đây thì nghệ nhân bên em có chế tác là một cây mai chị nhá, một cây mai rất là già luôn, hàng ngàn năm tuổi cho đại gia đình mình đúng không ạ. Và điểm trên đấy là những cái bông hoa chị nhá, những cái bông hoa, những cái bông nụ này. Và hoa mai năm cánh thì đường biểu trưng cho tài lộc này, cho phú quý cũng như là may mắn về cho đại gia đình mình đúng không ạ. Vâng, một tác phẩm rất là tuyệt vời được chế tác trên những cái bàn tay khéo léo tỉ mỉ cũng như là tài hoa của người nghệ nhân top 1 làng nghề mộc Đông Giang. Thì anh chị không cần phải lo lắng về chất lượng anh chị nhá. Chất lượng cực kỳ cao cho em gái đúng không ạ? Từ những cái cánh hoa anh chị có thể thấy này, đục kênh đục lỗi và di sần rất là mềm luôn anh chị nhá. Mềm hơn là dìa hoa thật cho em gái đúng không ạ? Rất là mỏng manh cho em gái đúng không? Anh chị ơi, và những cái đường nhụy anh chị nhá, đục tỉa là hai nhụy cho em gái đúng không ạ? Rất là lâu công để có thể là chế tác ra một bông hoa. Bông hoa thì cũng rất là lâu công mà chế tác ra một bình hoa to như này thì anh chị ơi phải cân đối thời gian cũng như là công sức cho em gái anh chị nhá. Từ những phần nụ cho em này, vâng, làm cũng rất là tỉ mỉ, rất là khéo léo luôn. Từ những cái đường chạm khác anh chị nhá, vô cùng là tinh tế cho em gái đúng không ạ? Những cái bông hoa năm cánh này di sần rất là mỏng và rất là tự nhiên cho em gái. Và trên một bình hoa này phải mấy nghìn bông hoa anh chị ơi. Mấy nghìn bông hoa thì mới có thể là chế tác ra một siêu phẩm đẹp như này ạ. Vâng, từ những phần thân cây anh chị nhá, làm cũng rất là già luôn, già đanh cho em gái đúng không ạ? Khe kẽ này em gái có thể là mời móc vào rất là sạch sâu luôn. Và điểm trên đấy là những cái đường mắt cây anh chị nhá. Châm tỉa thì cũng rất là già luôn cho em gái này. Trên một phôi gỗ cực kỳ là hiếm cũng như là cực kỳ là đanh thì anh chị có thể là cân đối tác phẩm cho em gái đúng không ạ. Và bên đây thì nghệ nhân bên em còn chế tác thêm là những cái nhánh hoa lan hồ điệp anh chị nhá, để có thể là cân đối cho tác phẩm cũng như là làm tác phẩm thêm độc đáo cũng như là sinh động hơn đúng không ạ. Từ những phần lá đôi này di sần cũng rất là tỉ mỉ luôn cho em gái đúng không ạ. Vâng, từ những phần hoa này, môi móc cực kỳ là sạch sâu luôn cho em gái anh chị nhá. Và anh chị đã cân đối được chưa? Cân đối được không gian nhà mình chưa thì nên cho em gái xin tín hiệu là vâng, từ những cái chú bướm này hay là những cái chú ong anh chị nhá, đục tỉa thì cũng rất là tơi và tạo lên cho một tác phẩm rất là cân đối, cân rất là hài hòa, mang lại phong
phong thủy cực kỳ tốt trong không gian nhà mình đúng không ạ? Vâng, từ những phần kia kẽ thôi, moi móc thì cực kỳ là sạch sâu đúng không anh chị ơi? Và bên cạnh đây thì nghệ nhân bên em có chế tác là những cái cành đào anh chị nhá. Những cái cành đào cho em gái này, điểm trên đấy là những cái đường chun sụn hương rất là già luôn, từ những cái đường mắt nu này cho em này. Vâng, rất là già đanh luôn, để mang lại sự trường thọ cũng như là mang lại sức khỏe về cho đại gia đình mình đúng không ạ? Từ những cái khe ná này làm cũng rất là tỉ mỉ anh chị nhá. Em sẽ quay mặt sau để anh chị có thể là cân đối và đưa ra lựa chọn của đại gia đình mình đúng không ạ? Đằng sau đây làm cũng rất là tỉ mỉ anh chị nhá. Điểm trên đấy là những cái đường hoa nu từ những cái đường chun sụn hương này, rất là già đanh về cho đại gia đình mình đúng không ạ? Vâng, và anh chị đã cân đối được không gian nhà mình chưa? Cũng như đã ưng ý tác phẩm chưa anh chị nhá? Thì anh em cho em gái xin tín hiệu đúng không ạ? Và anh nghĩ là cũng gần Tết đến xuân về rồi anh chị ơi, chuẩn bị kết thúc một năm 2021 đầy biến động. Thì anh chị ơi hãy sở hữu ngay cho em gái một bình hoa mai. Một bình hoa mai mang lại rất là nhiều phong thủy cũng như là tô điểm trong không gian phòng khách của đại gia đình mình. Thì anh chị còn chần chờ gì mà không nên cho em gái xin tín hiệu ạ? Em xin thông báo lại chiều cao kích thước của tác phẩm này để anh chị có thể được cân đối được không ạ? Cao cho em gái là 1m45, ngang là 73 và sâu là 70, đường kính bình là 52, giá nhà em giao lưu với chị là 88 triệu đồng. 88 triệu đồng em gái đã bao gồm phí vận chuyển rồi anh chị ơi. Một tác phẩm vừa chung chơi vừa mang lại phong thủy thì anh chị còn chần chờ gì không nên cho em gái xin tín hiệu anh chị nhá. Và cũng rất là phù hợp để chị có thể là mang tặng những người thân yêu, những người sếp của đại gia đình mình thì cũng vô cùng là hợp lý anh chị nhá. Và anh chị nào đã ưng ý rồi thì có thể để lại cho em gái xin tín hiệu, hoặc là anh chị nào ở gần cơ sở bên em thì có thể là qua trực tiếp cơ sở bên em để có thể là thưởng lãm cũng như là thưởng lãm thật là nhiều những siêu phẩm khác anh chị nhá. Em xin tạm dừng video tại đây ạ. Hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo.